Các bác sĩ bệnh viện Bãi Cháy vừa cấp cứu, điều trị kịp thời nữ bệnh nhân người Trung Quốc bị đa chấn thương nghiêm trọng, thoát nguy cơ tử vong. Theo đó, nữ bệnh nhân người Trung Quốc 63 tuổi được đưa vào bệnh viện sau tai nạn giao thông trong tình trạng đau ngực trái nhiều, đau đầu, sưng nề vùng mặt, càng tay. Qua thẩm khám lâm sàng, thực hiện các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu, các bác sĩ hội chẩn và chẩn đoán bệnh nhân bị đa chấn thương gồm chấn thương sọ não xuất hiện dưới nhện bán cầu não trái, chấn thương lồng ngực, gãy phức tạp nhiều xương sườn, dập phổi, tràn dịch màng phổi trái, vỡ thận, gãy cung tiếp gò má trái. Trước tình thế khẩn cấp, bác sĩ đã khẩn trương can thiệp mở màng phổi, hút dẫn lưu quang màng phổi bằng máy hút áp lực âm liên tục. Sau 5 ngày điều trị tích cực, các chấn thương tiến triển phục hồi tốt, bệnh nhân tỉnh táo, không đau đầu, còn đau tức nhẹ vùng ngực, không khó thở, huyết động ổn định. Dự kiến ít ngày tới, người bệnh có thể rút dẫn lưu màng phổi và xuất viện về nước thạc sĩ bác sĩ nguyễn mạnh hùng trưởng khoa ngoại thần kinh lồng ngực bệnh viện bãi cháy cho biết đối với trường hợp bệnh nhân đa chấn thương nặng nề phức tạp vùng sọ não ngực bụng thì việc chẩn đoán can thiệp xử trí cấp cứu cần phải được thực hiện nhanh chóng chuẩn xác hạn chế các nguy cơ tử vong do suy hô hấp sốc mất máu ngừng tuần hoàn cho người bệnh bên cạnh đó đòi hỏi đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm chuyên môn vững vàng phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa cùng trang thiết bị y tế hiện đại cho công tác điều trị can thiệp phẫu thuật cấp cứu đa chấn thương được biết nhiều năm qua bệnh viện bãi cháy đã thành công cấp cứu cứu sống kịp thời nhiều người bệnh ngoại quốc ở nhiều quốc gia khác như hàn quốc trung quốc singapore có bệnh cảnh nguy kịch phức tạp như nhồi máu cơ tim chấn thương vỡ tạng